tập 7 của chương trình truyền hình Ký ức vui tươi có sự góp mặt của các nghệ sĩ Út Thanh Dân, Hoàng Dân, Thanh Duy, Thúy Diễm, Quyền Linh. Nhà báo Kỳ Cựu lại dân xa một lần nữa đồng hành cùng Ký ức vui tươi trong vai trò người dẫn dắt. Tiếng rau là một miền ký ức không còn quá lạ lẫm với người dân Việt Nam, mỗi vùng đều có một cách bộc lộ tiếng rau khác biệt nhưng chung quy lại đó đều là những âm thanh gợi nhớ thời thanh xuân tươi đẹp. Lại dân sâm. Dưới thách thức tầm thường của năm thập niên tuần này, tiếng rau là chủ đề chính được chương trình đề cập tới. Lại dân sâm chia sẻ, tiếng rau hiện thời vẫn còn ở một vài tỉnh thành nhưng ít quá, thậm chí ở một vài nơi mảnh ký ức ấy dường như đã biến mất. Không chỉ với riêng lại dân sâm, tiếng rau còn trở thành một thứ không thể nào quên trong tâm thức và dần mất đi trong sự tiếc nuối của nhiều người. Quyền Linh. Hồng Dân bột bạc thêm, lúc trước có một cô bán xôi bắp gần nhà nhưng không hiểu sao mỗi lần rau thì cô này luôn rau là trộm cắp nên lúc nào cũng làm em giật mình. Tiếp lời Hồng Dân, Quyền Linh cho người theo dõi biết rằng thông qua tiếng rau, mọi người sẽ biết được ngày đó người bán có bán đắt không, có mệt hay không. Bên cạnh đó, Quyền Linh cũng coi anh từng có khoảng thời gian dài mưu sinh bằng nghề bán bánh đúc, bánh lọt nên tiếng rau cũng là một phần trong cuộc đời. Nhắc tới đây, ký ức của nhiều nghệ sĩ nhập cuộc chương trình đột nhiên trở nên đong đầy hơn bao giờ hết. Lại dân sâm rương rương xúc động trong khoảnh khắc Quyền Linh kể về một thời bán hàng rong để nuôi gia đình. Trước đó, Quyền Linh từng thừa nhận lúc ở dưới quê, anh nghĩ mảnh đất Sài Gòn là một thiên đường. Mãi đến khi đặt chân đến đây, trải qua những khó khăn, cực nhọc, anh mới biết đó là địa ngục. Nam kể thời điểm đó, anh không có nhà, không có người thân và cũng không có tiền bạc, đến mức anh không nghĩ mình sẽ trụ vững ở mảnh đất này. Để kiếm sống, Quyền Linh làm đủ mọi công việc. Từ bán hàng rong, khung giác cho đến giữ xe, soát giấy, chẳng có việc gì kiếm ra tiền lương thiện mà Quyền Linh chưa làm cả.